Hello, xin chào các bác. Hôm nay em lại về tiếp được hai cục trầm xe VinVega. Hàng thử họ. Nói chung là hàng này khá là ít và em thấy hợp lý thì em mua thôi. Đây. Đây mời các bác cùng nghe. Con này đánh nhạc vàng cực kỳ hay, phải nói là vậy. Đây một cục em để trong một cục, đây, hai cục. Bán 50 các bác nhá. Bán 50. Đánh tiếng nhạc vàng cực kỳ êm. Thực ra bát xịn nó đánh tiếng nhạc rất là đã luôn ạ. Và em bán với giá là 7 triệu một cục các bác nhá. 7 triệu một cục. Đây. Tem này là tem nhựa này. Đấy, lưới rất là chắc chắn luôn. Thùng là thùng gỗ nhưng mà dán giấy nỉ các bác nhá, dán giấy nỉ. Đây tai sách đây, xe VinVega. Tai này nó làm bằng một cái chất liệu gì đấy nó kiểu sần sần đấy, nhựa nhưng mà nó sần sần, xóa rất là sướng. Đánh cực kỳ êm và mạnh. Nó có cả rắc 6 ly và rắc ca lông nhá các bác nhá. VinVega.com USA. Thùng thì còn đẹp. Đấy, bát thì bây giờ em sẽ cho các bác xem nội thất bát của nó. Nói chung là con này các bác chơi gia đình thì thứ nhất nó thùng rất là vuông, gọn. Đấy, cái thứ hai là tiếng bát của nó tuyệt vời, nói chung là tuyệt vời. Đấy. 7 triệu một cục thì thực ra em bao ship nó sẽ đắt hơn cục trầm 50 Trung Quốc kia một ít, đắt hơn khoảng tầm 1,5 triệu. Nhưng nó là hàng ngon, hàng xịn. Các bác chưa ok. Bây giờ em sẽ đi em tháo cho các bác xem ruột gan nhá. Tiếng bát con này đánh cực kỳ êm vào. Nói chung là trong gia đình các bác khoảng tầm 40-50 mét chơi một cục này thoải mái, đánh rất là khỏe và gấu. Đây vậy em đã tháo được cái bát ra cho các bác xem. Đây. Bát này rất là gấu nhá. Đây cái này nó không phải là dính keo nữa mà là nó xếp bằng ốc. Đấy, đúng bát chất xịn ngày xưa. Bát này nó ghi là 1999 đấy. Xe VinVega. Đây, các bạn nhìn 8 ôm California. Bát xương nhôm ga. Đây. Bát này thì đây các bạn cùng nhìn. Nhá, côn này là côn zin nhá. Đây, các bạn nhìn cổ côn này là cổ côn zin nhá. Cái nhện này nhện zin này. Đây, rất là cũ, nó khá là cũ, nó bụi bẩn đấy. Đấy. Đây. Từ cái lớp keo nó cũng rất là thủ công. Cái bát này được làm gần như là nó là thủ công ấy. Ngày xưa nó gắn keo thủ công chứ nó không như đời bây giờ. Đây. Đây các bác nhìn này. Keo nó kiểu thủ công. Bát này thì em kiểm tra qua nó là zin. Nặng lắm. Con này là từ 220, côn 76 thôi. Nó không côn to đâu. Côn 76 hoặc 82 gì đấy đúng không? Chỉ 76 hoặc 82 thôi. Côn nó rất là vừa phải. Đây. Màng ở đây. Này em vừa lau qua rồi, lau sạch đi chứ nó hơi bẩn. Lau qua rồi. Thùng này thì là thùng gỗ ván các bác nhá. Đấy, ván chịu nước và đóng nỉ. Đấy, thùng này thì còn tương đối. Nót bông thì bình thường thôi, nhưng chủ yếu quan trọng nhất cái súp các bác, quan trọng của bát này. Đấy. Thì con này em bán cho các bác là 7 triệu em bao ship nhá. 7 triệu em bao ship. Đấy nó như hình thôi. Còn bác nào bảo Mỹ cũng được, bảo Trung Quốc cũng được. Đấy, hàng nó như hình. 7 triệu em bao ship cho các bác. Nếu bác nào chưa xem Vin thì các bác nhìn cái bát này sẽ biết này là xịn hay không. Đấy. Đúng không? Đấy, các bác bảo Trung Quốc cũng được. Em kể cả đây là Trung Quốc cũng được, em bán cho các bác với giá như vậy. Đấy, chứ các bác đừng bảo đây cái loại này nó là xịn hay nó là đẹp như nào không quan trọng. Đấy, miễn là em zin, bao zin cho các bác. Thùng vanh như thế vậy. Đấy, hoa nó như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Em chỉ có đúng một cặp duy nhất thôi.